xuân đêm nằm gieo con say sưa lời ca chào Ave Maria. Con dâng lên mẹ lời bưng Maria đầy phước, Maria đầy ơn, mẹ luôn có Chúa ở cùng. Maria mẹ hiền từ, xin hân muôn phụ nữ. Con dâng lên lời ca, mẹ cười muôn muôn ngàn hoa. Con say sưa đọc lên lời Ave Maria. Ave Maria, Ave cả nhà, Ave thứ bảy đầu tháng, thứ bảy của tháng 10, thứ bảy của mùa xuân đang bắt đầu trời nắng lắm rồi. Sáng nay 6 giờ 5 giờ rưỡi là thấy mặt trời đỏ hơn, bắt đầu mọc lên rồi. Chào anh chị em, hello. Maria Hoa Hoàng và Hoa Hàng với lại dì Hoàng đó, có bà con với nhau không nhỉ? Maria Hoa Hoàng. Như hai chị em mà phải không anh Thắng? Nha Hoàng. Vợ anh Thắng, anh Thắng thị, anh Thắng cựu huynh trưởng thiếu nhi, nay lo về dùng ba đa minh, hết gọi dòng ba đa minh rồi, hội đa minh hả, rồi lo về anh Tán rất là nhiều. Hôm nay tuần này tới hai cái anh, có hai người qua đời nha. Anh chàng bạn trẻ đó 41 tuổi á, Doan, là người cùng làng đó mà qua đây ít liên lạc cho nên giờ coi lại mới biết như chết đâu trong farm á hả. Hoa Vũ, hello mọi người, ngủ ngon không? Anh xin, hôm nay thứ bảy nhiều người ngủ nướng lắm mà sao dậy sớm thế? Thói quen hay là hy sinh dậy để cùng đọc kinh, hay là tình cờ dậy? Rồi, mọi người có một nhịp sống, nhất là thứ bảy có nhiều người cần ngủ thêm, Chủ nhật nữa, các con các cháu đang holiday, tụi nó chắc ngủ thích lắm, nhìn tụi nó ngủ mà thấy mê hả? Tối chơi cho khuya, thức khuya, đánh game, cho trò chuyện, coi phim. Hôm nay chúng ta cùng suy niệm về tiếp tục của Thánh Luca nhé. Thánh Luca nói về rất là rõ ràng. Thánh Luca hôm nay, anh nhớ Thánh Luca không phải là 12 tông đồ. Thánh Luca là đệ tử của Phaolô. Luca chương 10, câu 17 đến 24. Các con hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời. Wow! Ai mà không thích vui, không thích mừng, dù cuộc đời có nhiều bể khổ, nhưng vui vì tên các con được ghi trên trời. Ta cùng cầu nguyện nhé. Cái vấn đề làm cho nhiều người lo lắng và cả thế giới lo lắng, đó là vợ chồng của ông Tổng thống Trump đang bị nhiễm coronavirus. 2 triệu người bị nhiễm là run rẩy rồi, làm nhiều lo lắng. Người giàu, người nghèo, già trẻ, nay chính Tổng thống của Nhà Trắng là cái nơi quyền hành cao nhất trên địa cầu này, là người có vẻ lúc đầu cũng rất là coi thường về vấn đề coronavirus. Cầu mong cho ngài mau được bình phục và đừng có nặng quá. Tổng thống Brazil cũng bị, Tổng thống Anh, Tổng thống Đức, tất cả đều đã bị. Tổng thống Anh thì rất là nặng, đã phải vào intensive care luôn, nhưng họ vượt qua. Giờ Tổng thống Trump tuy ông khỏe nhưng có 2 điểm yếu là tuổi, 74 tuổi, và cân nữa. Ai mà nặng quá, quá cân, ai mà nặng quá gọi là obese thì cơ hội, thì cái nguy hiểm nó càng cao hơn. Thì mọi người tiếp tục cầu nguyện, nếu không thì nhiều chuyện xảy ra lắm nhá. Phó thác cho Chúa. Và ngày hôm nay Chúa nói như vậy là hãy vui mừng lên, không phải những gì mình làm, mình thành công, giàu có, khả năng, vốn liếng về học vấn, ăn nói, các năng khiếu,
Nhưng mà hãy vui vì tên của chúng ta được ghi trên trời và chắc chắn là đã được ghi rồi, mới sanh ra từ trời mà xuống, từ trời mà ra, từ Chúa mà ra, sanh ra bởi theo hình ảnh của Chúa và giữ được cái đó. Và nay làm những điều Chúa dạy thì hãy vui lên. Dù là sáng đọc kinh như vậy, đây cũng là một cách để mình vui mừng vì tên của chúng ta được ghi trên đó. Nếu không ghi bằng giờ viết mực, bằng đánh máy thì ít nhất là bằng viết chì nha. Ok, xin mở phúc âm ra nhé. Mở phúc âm ra dân ngày hôm nay cho Chúa và dân cuối tuần hôm nay, những người đi lễ. Này tới phiên mình viết bài suy niệm. Nếu ai mời mọi người đọc suy niệm, mình sẽ đăng lên Facebook bài cuối cùng để tạ ơn. Tạ ơn trời, tạ ơn người và tạ ơn đời. Và xin lỗi nhau rồi tạm biệt nhau. Nhất là các bạn trẻ, we say goodbye to you and wishing you all the best and carry on the good works, carry on the invitation of God. Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Ta cùng hít thở sâu vào và hát kinh dân ngày nhé. Ngày nay con dâng cho Chúa, xin Chúa vui nhận lòng tri chúng con. Mọi cơn gian nan nguy khó, chúng con xin cầu theo ý Đức Giáo Hoàng sớm hôm. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, nguyện xin ân sủng và bình an của Chúa Kitô, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông nghiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng anh chị em và cùng chúng ta, cùng toàn thế giới, ở với Donald Trump, vợ chồng và tất cả những người đang nhiễm coronavirus, gia đình đang lo lắng và những người mất người thân. Anh chị em chúng ta hít thở sâu vào, hít 3 lần nhé. Cảm nghiệm sự hiện hữu của Chúa, các thiên thần, các thánh. Breathe in. Once again, nghe tiếng dế kêu, tiếng chim hót, báo hiệu một ngày mới đã đến, một đêm sắp đến. Breathe in again, hít thở vào, cho thân thể mình được thức tỉnh một cách rõ ràng, sống những giây phút hiện tại. We gathering here this morning, such beautiful springtime, the 3rd of October. Pray for peace, unity, and healing in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. May the love of Jesus Christ be with you always and with everyone's 5 continents. Ta nhớ đến những người đang đau yếu, trong đó có người thân, đó là chị Tha Phương, chồng đang nằm ở cấp cứu ở Bangsawe. Hôm qua có tới sức dầu tới thăm, chị rất là bình tĩnh, nhưng nhìn mặt mình biết được cái đau khổ, như đang muốn mất người chồng, người cha. Có một đứa con duy nhất là không được như chúng ta. Ta cũng xin Đức Mẹ và các thánh cầu bầu nhé. Chúng ta nhìn ngược lại một phút nữa trong giấc ngủ vừa rồi, tối hôm qua, chiều hôm qua, có Chúa hiện diện không, các thiên thần bạn mền? Và xin lỗi Chúa, xin lỗi nhau, lạy Chúa, Chúa đến để cứu chữa và kêu mời những người tội lỗi. Xin Chúa thương xót chúng con và Chúa ngự bên hữu Chúa Cha cầu bầu cho tất cả chúng con, cầu bầu cho thế giới. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Đức Chúa Trời sai Thánh Thiên Thần truyền tin cho ra Thánh Đức Bà Maria và ra Thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Kính mừng Maria đến, phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cùng phước lạ. Và Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Này tôi là tôi, tạ Đức Chúa Trời, tôi xin vâng như lời Thánh Thiên Thần truyền. Kính mừng Maria đến, phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cùng phước lạ. Và Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Chốc lấy ngôi thứ hai đã xuống thế làm người và Ngài đã và đang ở cùng chúng ta. Kính mừng Maria đến, phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cùng phước lạ. Và Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Lạy ra Thánh Đức Mẹ Chúa Trời xin cầu cho chúng con để chúng con cũng đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God.
Pray for the sinners now, the hour of our death. Amen. Chúng ta cùng cầu nguyện lạy Chúa xin ban xuống linh hồn chúng con là kẻ đã nhờ lời Thánh Thiên Thần truyền mà biết thật Chúa Kitô là con Chúa đã xuống thế làm người, thì xin vì công ơn con Chúa chịu nạn chịu chết trên cây thánh giá cho chúng con ngày sau khi sống lại được đến nơi vinh hiển cùng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, đời này và đời sau chúng con vui vì tên của chúng con được ghi trên trời. Chúng con cầu nguyện cho tất cả, cảm ơn Chúa tất cả các linh hồn đã qua đời mà chúng con biết đến, cũng như cầu cho những người trên toàn thế giới tin rằng, mong rằng các Ngài đang ở trên thiên đàng, không chỉ mặt tên nhưng cả hồn lẫn xác, và cầu bầu cho chúng con, trong đó có các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Và sau hết chúng con này, xin Chúa thương xót chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, các tông đồ, các thánh đã luôn sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại cùng với các Ngài. Chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Amen. Chúa Thánh Thần một lần nữa giúp chúng ta để hiểu Kinh Thánh hôm nay nhé. Gặp Chúa, chia sẻ lời Chúa, xin mọi người chuẩn bị để cùng nhau đọc, suy niệm, chia sẻ và chiêm niệm, cầu nguyện chiêm niệm Luca chương 10 câu 17 đến 24. Chuẩn bị cho hôm nay và ngày mai, phúc âm ngày mai nói đến vườn nho nữa. Chúng ta là những người được cai quản vườn nho. Mở phúc âm ra chưa? Xin Chúa Thánh Thần soi trí mở lòng để chúng ta xứng đáng cử hành mầu nhiệm này, để chúng ta hiểu Chúa hơn. Mở cửa lòng ra nhé. Chúa sẽ đến, Chúa sẽ vào, chỉ vào khi những ai Chúa gõ cửa mà mở cửa lòng. May the Holy Spirit renew the face of the earth, open our minds and our hearts. Xin mọi người sửa lại tư thế nếu cần nhé. Nếu được đứng, ngồi, nằm hay bất cứ ở đâu. Hôm nay thứ bảy, có ai đang đi bộ ngoài đường không? Trời rất là đẹp. Đang ở nhà, trong nhà bếp, trong nhà ngủ, trong phòng khách, trước bàn thờ. Có người đang lái xe nữa, không nên nhưng mà vẫn thích nghe. Hay là đang đi làm, cầu nguyện cho thế giới. Chúa ở cùng anh chị em và cùng chúng ta, cùng toàn thế giới. Alleluia, alleluia, lạy Chúa, xin giáo huấn con để con tuân giữ luật pháp của Chúa và để con hết lòng vâng theo luật đó. Thánh Vịnh 118. Alleluia. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy 72 ông trở về vui mừng và nói rằng: Thưa Thầy, nhân danh Thầy thì cả ma quỷ cũng vâng phục chúng con. Nhưng Chúa bảo: Ta đã thấy Satan từ trời xa xuống như luồng chớp. Này, ta đã ban cho các con quyền giày đạp rắn rít, bò cạp, mọi quyền phép của kẻ thù, và không có gì có thể làm hại được các con. Dù vậy, các con chớ vui mừng vì các thần phải vâng phục các con, nhưng hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời. Lúc đó, Chúa Giêsu đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần, người nói: Lạy Cha là Chúa trời đất, con xưng tụng Cha vì Cha đã giấu không cho những người thông thái khôn ngoan biết những điều này, nhưng đã cho những kẻ đơn sơ. Vâng, lạy Cha, đó là ý Cha đã muốn thế. Cha đã trao cho ta mọi sự, không ai biết Chúa con là ai ngoài Chúa Cha, cũng không ai biết Chúa Cha là đấng nào ngoài Chúa con và những người được Chúa con muốn tỏ cho biết. Rồi Chúa Giêsu quay lại phía các môn đệ và nói: Hạnh phúc cho những con mắt được xem những điều các con xem thấy, vì chưng Thầy bảo các con có bao nhiêu tiên tri và vua Chúa đã muốn xem những điều các con thấy mà chẳng được xem, muốn nghe những điều các con nghe mà cũng chẳng được nghe. Vào tâm tình thầy trò ấm cúng quá nha. Đây là những chặng đường cuối, Chúa đã sai 72 tông đồ đi và hôm nay trở về gặt bao nhiêu hoa quả vui mừng. Nhưng Chúa Giêsu luôn luôn có một lời nhắn nhủ, không bao giờ an phận, không bao giờ dừng lại. Đúng là linh hồn của chúng ta không bao giờ không thể an nghỉ, không được an nghỉ, không được vui trọn vẹn,
nếu không có Chúa, nếu không có Chúa soi sáng và nếu không được ghi tên trên trời. Ta đưa vào hoàn cảnh nhé, thầy trò gặp nhau vui vẻ đang ăn uống, có thể uống ly nước, có thể thời đó thì có chút rượu, nếu mà tự làm ra trong bầu rượu mọi người nhấm nháp được tí, có thể vậy thôi hình dung ra. Và niềm vui đó thì Chúa lại lấy cái một lần nữa bật mí, reveals the secret của hạnh phúc. Khi ấy 70 người trở về, 72 người trở về thưa với người rằng nhân danh thầy thì chúng con đã trừ quỷ tất cả các Satan. Chúa Giêsu nói ta cũng đã thấy Satan từ trời chớp choáng, này đã ban cho các con quyền giày đạp rắn rít bò cạp, mọi quyền phép của kẻ thù và không có thể làm hại được các con. Dù vậy các con chớ vui mừng vì thần vải vân phục các con, nhưng hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời. Lúc đó Chúa Giêsu đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần, người nói, người cầu nguyện, người tạ ơn Chúa rằng: Lạy Cha là Chúa trời đất, con xưng tụng Cha vì Cha đã giấu không cho những người thông thái khôn ngoan biết những điều này, nhưng đã tỏ cho những kẻ đơn sơ. Vâng lạy Cha, đó là ý Cha đã muốn thế. Cha đã trao cho con mọi sự, không ai biết Chúa con là ai ngoại trừ Cha, và cũng không ai biết Chúa Cha là đấng nào ngoại trừ Chúa con, và Chúa con mặc khải cho những người đó, và Chúa con muốn cho người đó biết. Rồi Chúa Giêsu quay lại phía các môn đệ và nói: Hạnh phúc, blessed are you, cho các con, hạnh phúc cho đôi mắt của các con xem thấy những điều đang thấy, vì chân thầy bảo các con biết bao nhiêu tiên tri và vua chúa muốn xem những điều các con thấy mà chẳng được xem, muốn nghe những điều các con nghe mà cũng không được nghe. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Wow. Lạy Chúa, con cảm tạ trời đất, con cảm tạ Cha vì Cha đã mặc khải giấu không cho những người thông thái và cho những người bé nhỏ, cho một gia đình nhỏ bé, ngôi nhà lời Chúa sáng nay được nghe, được thấy, được cảm. Cảm ơn Chúa cho ngôi nhà lời Chúa. Sau nhiều tháng gặp nhau, mong rằng ngày 11 tháng 10 ai có thể đến được, không đến được không sao hết, càng tốt nữa. Nếu được đến đây, tay bắt mặt mừng, tay không được bắt, nhưng mà mặt được nhìn thấy và đọc một đoạn phúc âm, suy niệm lời Chúa để gặp Chúa nhé. Cùng nhau chia sẻ. Hello Hiếu Vân. Hiếu Vân, mọi người chia sẻ như thế nào đây? Bài phúc âm hôm nay tâm tình quá nhờ, Thu Hà. Các con hãy vui mừng vì tên của các con đã được ghi trên trời. Đúng rồi đó nhé. Tên của chúng ta nay chị Thu Hà và nhiều người đang học bí tích, đang học thừa tốc viên thánh thể nữa, không phải đứng đó để khoe, để làm hạnh diện cho cộng đoàn đâu, mà làm những cái gì Chúa mời gọi để tên của chúng ta càng ghi khắc sâu trên trời, không chỉ viết bằng mực, bằng giấy hay bằng viết chì, nhưng cần khắc vào đá, khắc vào tim của Chúa. Tạ ơn Chúa. Hiếu Vân đã bảo về con, ban cho con những ơn lành của Chúa. Thank you Hiếu Vân. Hello chị Loan, lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Điều gì chị Loan nên đáng? Hello chị Lành, em cho nên chị Lành, chị hôm qua anh Ân có gọi hôm kia nhờ lân lệ cho các thăng tiến hôn nhân và cũng là chia tay chia chân luôn. Phúc thay, mắt bảo thấy điều anh em thấy, yeah, phúc cho chị Lành, phúc cho ngôi nhà lời Chúa, thấy và nghe và cảm những gì mỗi cá nhân chúng ta cảm nghiệm được. Niềm vui đầu tiên là niềm vui, tiếng chim hót, tiếng dế kêu và hơi thở. Đó là phúc cho chúng ta sống những giây phút hiện tại và nhắc nhở nhau. Maria Teresa Trần, tạ ơn Chúa cho con được biết Chúa. Yes, biết Chúa, theo Chúa và giống Chúa. Biết là một điều, và bây giờ biết là khó rồi, nhưng mà từ biết đến cảm và đến tin là một chặng đường dài và trả nhiều cái giá. Lucia Trần, hôm qua có tới chị Phương rồi nha, có nhắc đến chị Hiền. Thì Phương rất là can đảm, hai cha con khóc nhau tí xíu, cùng xui nước mắt khóc tí xíu, vì biết rằng ước muốn của chúng ta luôn luôn cầu mong hợp với ý của Chúa, nhưng phải trả cái giá nếu mà phải mất người thân. Cảm tạ Chúa cho con biết Chúa, xin cho con biết con và giúp con chống lại Satan. Mong một ngày tên con được ghi trên trời. Yes, cứ ghi vô đi, Chúa cho mình cho phép mình ghi mà. Mình là người ghi đấy, mình là người đánh máy vô, mình là người quẹt vô nhá. Này nghe nó nói thôi là tự nó viết lại rồi, cứ nói đi.
Nói và làm là tự có người viết. Lạy Chúa nguyên trần, lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha. Lạy Chúa, đó là câu mà Chúa nói đó nha. Ai vì ai đọc lại trong ngày hôm nay đi, chị Nguyên Trần, cả nhóm, cả ngôi nhà lời Chúa đọc cái câu đó. Lạy Cha là đấng, là Chúa, lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha. Chúa tể ở đây không có nghĩa rằng làm những gì Chúa muốn, nhưng Chúa tôn trọng tất cả chúng ta, món quà mà Chúa cho chúng ta, vì quá thứ đó là món quà tự do. Và vì cái tự do đó mà người giết hại người, vì độc lập, vì tự do mà người bán nước hại dân, vì cũng vì độc lập tự do, cho nên chúng ta trao cái quyền tự do đó lại cho Chúa đi. Và nếu cho Chúa, cho phép Chúa. Hello chị Điệp, nay thứ bảy mà dậy sớm thế. Sorry cả nhà, con vô trễ không sao hết. Vô trễ thì bị phạt thục dầu 10 cái. Đứng lên 10 xuống, đứng lên đứng xuống, ngồi xuống 10 cái đi chị Điệp. Ha, thục dầu cho mình. Tự nhiên cái mũi mình nó nở ra và tim mình nó đập khỏe hơn nữa. Đứng lên đứng xuống đi, tự phạt cho mình. Lily bình phúc cho chúng con vì được nghe những gì chúng con đang nghe. Yes, được thấy những gì chúng con đang thấy. Nhìn xung quanh mình đi, ngôi nhà của chúng ta là những nồi, cái chén, cái đôi đũa, cái ghế, cái bàn, những bức tượng, tượng Đức Mẹ, tượng các thánh, hình ông bà. Chúng ta thấy được cái tự do, cảm nghiệm được cái tự do, ít nhất có một sự tôn trọng. Phúc cho chúng ta được thấy, và chúng ta còn thấy được nhiều hơn nữa. Thấy được giáo hội được xây trên đá, thấy được biết bao nhiêu người đang tốt lành, giúp đời, giúp đạo, trong đó có chúng ta. Cảm ơn chị Lily Bình, thấy được sự bình an, cảm nghiệm được sự bình an. Hồng Anh Đinh, tạ ơn Chúa khi cho con biết được lời Chúa và xin cho con biết chia sẻ và thực hành lời Chúa cho mọi người. Thank you, yes. Cố lên nhé. Cứ làm một cách chậm từ từ, một ngày làm một ít, như một hơi thở cộng lại thành một chuỗi dài. Hoàng Lan, lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa cho chúng con được ghi tên vào ngôi nhà lời Chúa. Ghi tên mà có ký chữ chứ hả? Bây giờ đi lễ nó phải ghi tên hết đấy. Hả? Vì coronavirus, và được ơn vào nước trời trong tương lai. Bây giờ rồi chị nhá, bước vào một bước đi. Tương lai mình vô cả giày, cả dép, cả giường, cả chiếu. Nhưng mà bây giờ cứ vô một phần đi nhá. Phúc cho chúng ta vì chúng ta đang sống trong nước trời. Ngay hôm nay con sẽ ở trên thiên đàng với ta. Hãy ăn năn thống hối vì nước trời đã gần kề, vì nước trời là ở đây. Cảm ơn chị Hoàng Lan. Anh xin ta đã khắc trên con trong lòng bàn tay, lời nay lại được ghi trên trời. Công gì còn gì bằng nữa. Yes, cha nhị. Yes, yes, yes. Ghi trên trời, ghi trên cây, ghi trên lá, ghi trên đất tên của chúng ta. Mà con người làm lớn một phần quyền hành độc ác là muốn để lại cái tên cho đời đó, mà quên rằng hôm nay Chúa nói là cha, con cảm tạ cha vì cha đã che giấu những người quyền hành học thức, mà cha chỉ cho những người bé mọn thấy được rằng con là con của cha, và cha là Chúa tể trời đất, là cha của chúng con. Và con đang giúp, đang cho những người thấy điều đó, và những người càng hiền lành khiêm nhường thì càng sống đầu đội trời, chân đạp đất, sống với chính mình. Anna Nguyễn, con cha và cả nhà. Yes, con chào cả nhà. Nhớ là chị Lan phúc thay những ai được thấy. Chị Loan giờ mới viết lên được nghe lời Chúa, nghe những lời cha giảng. Phúc cho, nên là vô phúc chứ hả? 8 mối phúc thật, mà người nó còn một mối phúc nữa là phúc thật thứ 9. Nghe mấy ông cha giảng dài, giảng dài. Văn Thị Minh Hiếu. Yes, phúc cho tên đó, ghi tên mình lên đi nhá. Văn Thị Minh Hiếu, mà bây giờ gọi là Văn Thị Minh Hiếu. Tên của chúng ta mất dấu hết rồi. Hy vọng anh trên thiên đàng Chúa bỏ cái dấu vào, bỏ cho đúng vào, chúng ta mạnh đi thành man. Man là khùng, không mạnh là mạnh mẽ, mà mạnh ra thành là sâu gì á, là mạnh lạt á. Ok, chúng ta kết thúc nhá. Thì Hồng Dung, lạy Chúa Giêsu, hành trình loan báo tin mừng Chúa cho chúng con. Yes, con khiêm tốn. Cảm ơn chị Hồng Dung. Điệp, con già rồi, một cái thôi cha ơi. Chúa cho biết con. Ok, thoạt một cái, mà ngày mai là hai cái nếu vô trễ. Nói giỡn vậy thôi nhé. Lạy Chúa, chúng con ngợi khen Chúa vì hôm nay Chúa một lần nữa cho chúng con thấy khiêm nhường, khiêm tốn là một hồng ân, là một năng khiếu, là một nghệ thuật, cũng là một sự hy sinh. Càng nhỏ xuống, đạo của Kitô giáo là đạo nhỏ xuống, chứ không phải đạo lớn lên. Cứ xây nhà thờ, nhà nguyện cho thiệt to đi,
đó là một sự thách thức nhau nữa. Nếu nhu cầu thôi, cứ đập nhà thờ xây xuống, cứ thay hết bàn, hết ghế, hết áo lễ, hết áo quần, hết giày dép để mình nổi lên. Hôm nay Chúa lại nói là cha con cảm tạ cha, vì cha luôn luôn cho các người bé mọn, đơn sơ, hãy nhỏ xuống như Thánh Gioan, hãy nhỏ xuống như Thánh Teresa, và ngày mai hãy khiêm nhường đơn sơ, không có nơi gối đầu như Thánh Francisco Assisi. Chúng ta cùng cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng. Ngày mai lễ lớn, nhưng mà vì trúng ngày Chúa Nhật, ở những nơi khác họ mừng, còn ở Úc này chắc ít. Và chúng ta liên tưởng đến cầu Laudasi. Đức Giáo Hoàng đã viết ra một cuốn sách, một document về thiên nhiên tạo vật quá hay. Nếu được ai vào Internet nghe một đoạn, đọc vào một khúc Đức Giáo Hoàng, vì cái lấy tên Thánh Francisco là luôn luôn sống liên đới với thiên nhiên tạo vật, từ thú rừng cây cối, my sister moon, my brother sun, mặt trời là người anh, người em, mặt trăng, ngôi sao là những người chị của chúng ta. Và Thánh Francisco đã làm được điều đó, đơn sơ bé mọn, và đã renew, đã thay đổi cả giáo hội này. Đức Giáo Hoàng Francisco của chúng ta cùng vậy. Cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo luôn có tinh thần đơn sơ từ đạo cũng như đời, nhất là những người đang gặp khó khăn, Donald Trump và người vợ, và những người lớn tuổi, những người già đang trong nước sừng ôm, bị mà không ai biết, chết mà không ai lo, chỉ đốt xác, dục xác đi thôi. Rồi không biết bao nhiêu người bên Trung Quốc, Liên Xô, Ấn Độ, Brazil, bao nhiêu nước nghèo, Việt Nam nữa, chết không phải coronavirus, chết vì nghèo, vì đói. Như ở Việt Nam, bao nhiêu người chết thực ra vì chết đói, không gián tiếp, không trực tiếp, nhưng mà gián tiếp chết đói, chết nghèo, chết buồn, chết tủi trong tù ngục cộng sản, rồi trong tù ngục nhà lớn hơn nữa, mấy chục năm cai trị bởi cộng sản. Bao nhiêu người đói không được đi học, bao nhiêu người đói không được đi làm, bao nhiêu người đói không có thức ăn, thức uống sạch sẽ, organic. Với cái quyền của mình, lạy Chúa, xin tha thứ mọi lỗi lầm và tiếp tục cho chúng con sống khiêm tường, khiêm nhường, khiêm tốn. 8 tỷ người chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Ta cùng hít thở sâu vào, cảm nghiệm bình an của Chúa, và chúng ta hãy chúc bình an cho nhau nhé. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em chúng ta hãy chia sẻ bình an cho nhau, vì tên của chúng ta được ghi trong tim, trong bàn tay của Chúa trên trời, tức là nơi chúng ta đang sống, trong nhà nguyện, trong nhà tạm, đều có tên của chúng ta. Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Và lạy Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho chúng ta được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng xứng đáng cho ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn chúng con sẽ lành mạnh. We're not worthy that you come into our roof, but only one word, our name will be remembered. Đừng bao giờ đừng
bao giờ lìa xa con. Lạy Chúa, tên của chúng con được ghi khắc trên trời, ghi khắc trong cuốn kinh thánh, để chúng con đừng bao giờ lìa xa Chúa, lìa xa nhau, thiên nhiên tạo vật, các linh hồn, các spirits ở trên đất chúng con đang sống, các linh hồn, các những người đã qua đời, quá khứ, hiện tại, tương lai. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now and ever shall be, world without end. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và cùng chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phép lành cho anh chị em. Chúc anh chị em một ngày, một cuối tuần bình an, đầy hồng ân Chúa nhé. Luôn luôn được ghi tên trong cung lòng của mẹ của Chúa. Amen. Đức Bà phù hộ các giáo hữu, các thánh tử vì đạo nước Việt Nam, Thánh Francisco Assisi. Xin cho các linh hồn được an nghỉ ngàn thu và chúng ta được bình an. May God bless us all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you, cả nhà. Good morning. Amen. Chúc một buổi cà phê nhẹ nhàng, vui vẻ nhé. Nghe tiếng chim kêu, tiếng xe chạy, tiếng thinh lặng. Hello Bình, khỏe chứ? Hy vọng lần cuối tháng gặp ở Brisbane nhé. Hôm qua mới họp với giám mục xong, giám mục Townsville với các cha ở Townsville với giám tỉnh. Cecilia, how are you Cecilia? Thấy mấy đứa con đọc kinh ngoan quá nhỉ?